Hôm nay, Hà xin phép giới thiệu đến các bạn bộ phim sản xuất năm 2001. Một cô gái biết mình bị ung thư sắp chết. Chỉ còn một tháng nữa, cô quyết định buông bỏ bản thân để sống vui vẻ những ngày cuối đời. Đầu phim, hai anh chàng trai trai mới nhú, nói vậy chứ họ đủ 18 tuổi rồi. Có thể đốt lò nướng khoai công khai mà không sợ anh công an nào sờ gáy. Hai trai 18 tuổi này tên là Julio và Tenac. Julio xuất thân từ một gia đình trung lưu, Tenac có ông bố là một quan chức chính trị cấp cao. Mẹ của Tenac muốn anh đi dự một đám cưới quan trọng cùng cha mẹ. Họ muốn giới thiệu con trai cưng của mình với ngài tổng thống. Ấy thế mà Tenac lại chả thấy hứng thú gì với việc gặp gỡ quý nhân kia. Anh chàng bắt thằng bạn chí cốt đi cùng mình đến bữa tiệc cho bớt buồn chán. Vừa đến nơi, cả hai đã đảo mắt nhìn quanh địa hàng các cô gái. Một cô nàng xinh đẹp đã rơi vào mắt xanh Tenac. Cô gái thướt tha trong bộ váy trắng mỏng tang này là Luisa. Cô ấy là người Tây Ban Nha. Lúc còn bé tí, Tenac đã từng gặp Luisa. Cô nàng hơn anh gần 10 tuổi. Khi hai chàng trai đã giở trò tán tỉnh cô gái thì ông anh họ đến. Thì ra, cô gái vàng trong làng giải trí này là vợ của anh họ Juno. Ông anh này đã sống ở Tây Ban Nha nhiều năm, bây giờ mới chuyển về sống ở Mexico. Nhiều năm trước Luisa cũng sống ở Tây Ban Nha. Cô sống với dì của mình sau khi bố mẹ cô qua đời. Rồi thì cô cưới luôn Juno để có nơi nương tựa. Hai vợ chồng anh họ Juno chuyển về đây vì ông anh mới nhậm chức giáo sư. Dù biết bông hậu này đã có chủ nhưng hai cậu bé vẫn không thể rời mắt khỏi cô. Cô gái có ma lực khiến hai cậu bé cứ muốn bám càng cô mãi mãi. Cứ hễ ông anh họ rời đi ngoại giao là hai cậu bé lại sáp lại tán tỉnh Luisa ngay lập tức. Dù trong lòng hai thằng nhóc chưa biết đi đường nào để ra biển, họ vẫn muốn rủ cô gái đi biển chơi, nhưng cô đã từ chối. Chiều hôm đó, cô gái đến phòng khám nhận kết quả xét nghiệm. Một tin động trời là cô gái bị ung thư giai đoạn cuối. Về nhà cô phân vân và đau khổ vì không muốn kể chuyện này cho chồng mình. Cô lo lắng anh sẽ buồn đau khi nghe tin. Đang dằn vặt hết nước mắt thì cha nội Juno gọi về. Anh muốn thú nhận với em là anh sắp lấy vợ khác. Anh đã phải lòng một người phụ nữ khác. Không còn gì có thể đen hơn được nữa. Luisa quyết định sống những ngày cuối đời theo cách điên rồ nhất mà cô hằng khao khát. Cô gái gọi điện cho Tenac đồng ý đi biển cùng cậu ta. Không muốn đánh mất cơ hội ngàn năm có một này, trai 18 gọi điện ngay cho cậu bạn Julio để lên kế hoạch. Hai người bọn họ tìm đến thằng bạn say xỉn nhưng biết tuốt tuồn tuột mọi việc để hỏi đường đi biển. Bây giờ mới thấu cái nỗi khổ của dân Mexico. Đi biển sao mà khó khăn đến vậy? Ngày hẹn đến, Luisa lúc đầu chỉ định tận hưởng những ngày cuối đời của Tenac. Giờ lại lòi ra thêm một cái cây Julio nữa. Hàng khuyến mãi, mua một tặng một đây. Cô gái tặc lưỡi leo lên chiếc xe cà tang của hai cậu trai. Không biết hai anh này có đưa được mình ra biển không. Nhưng đối với cô gái, giờ chả có chuyện gì là to tát như cái bát nữa. Giờ cô chỉ muốn sống sung sướng, vui vẻ mà thôi. Tôi là nha sĩ, trước khi cưới ông anh họ Zano, chị đã quen với một người bạn trai khác. Chị đi du lịch bằng xe đạp với anh ta rồi thì anh ta bị tai nạn xe đạp chết. Nghe đến đây, hai cậu trai tự nhủ, chết toi, có khi nào bà này có điểm không? Nghĩ mà run cả tay lái. Bà chị cứ huyên thuyên kể về cuộc đời mình như một cuốn phim. Bà chị yêu người yêu cũ rất nhiều, hằng đêm vẫn còn nhớ nhung anh ta nhiều lắm. Kể lể một hồi thì trời cũng sập tối, cả ba đến một khách sạn. Họ thuê hai phòng, hai chàng trai sống một phòng. Phòng còn lại cô gái ở, nửa đêm, đang định mò sang an rồi ủi cho bà chị một phát thì họ thấy cô gái đang khóc. Đang muốn tụt quần mà giờ đây hai bọn nó tụt hứng bỏ về phòng ngáy o, o, đến sáng. Ngày hôm sau, cả nhóm lại lên đường tìm vùng viền vắng. Bọn họ đi ngang một ngôi làng nơi người vú em cũ của Tenac từng sống. Anh xúc động khi nhớ lại thời thơ ấu của mình. Mọi người băng qua vùng nông thôn hoang vắng, yên tĩnh. Không biết đã rời thành phố xa bao nhiêu nhưng bọn họ đang cảm thấy vui vẻ, hào hứng với chuyến đi này. Họ lại tiếp tục thảo luận về các mối quan hệ trong quá khứ. Julio ngây thơ muốn gây ấn tượng với chị đẹp. Cậu ta tự cho rằng phải tỏ ra lạnh lùng trước mặt Luisa. Đang đi thì xe lại bị hỏng, cả ba lại ra khách sạn chờ đợi sửa xe. Luisa lúc này gọi cho chồng cô ấy. Cô khóc và nói rằng cô muốn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Lúc này, Tenac đang tắm và quên mất xà bông gội đầu. Anh đi ra ngoài để lấy thì bắt gặp Luisa ở đó, nước mắt lại đầm đìa. Nhìn thấy chị gái đau khổ, cậu thanh niên định bỏ đi. Nhưng Luisa đã níu anh ta lại và muốn cậu bù đắp vào khoảng trống của cô ấy. Julio tình cờ nhìn thấy hai người bọn họ. Thật không công bằng. Anh lẩm bẩm đi xuống cầu thang và ngồi bệt bên hồ bơi. Tại sao lúc nào mình cũng phải chứng kiến những loại chuyện tào lao như vậy nhỉ? Thằng em họ với bà chị dâu, rồi lúc còn nhỏ còn nhìn thấy luôn cả ông và mẹ của mình nữa. Hãi thật tí, không biết số tao là số hưởng hay số tào lao bí đao gì mà toàn nhìn thấy những thứ không nên thấy. Julio tâm sự với thằng bạn thân khi đang bơi. Anh đã rất buồn, có lẽ anh ấy cũng ghen tị vì Luisa đã bỏ qua anh ấy. Để trả đũa thằng bạn, Julio thú nhận rằng anh đã lỡ với bạn gái của Tenac khi say xỉn sau một bữa tiệc. Cậu thiếu niên bị cắm sừng nổi điên lên vì tức giận, muốn giết Julio bất chấp hắn là bạn thân nhất của anh. Julio thấy mình quá bận vì đã chọc giận Tenac, anh xin lỗi bạn mình. Thế nhưng trẻ trâu giận lâu lắm, ngày hôm sau, mặt Tenac vẫn đần ra như cái thúng.
để xoa dịu tay nác, chị đẹp đã mở cái nồi cho anh mượn. Đến đây thì thằng kia lại quay ra lầm lì khó hiểu. Lại giận rồi, để cho công bằng, Luisa cũng thân mật với Julio trong xe hơi để làm vui lòng anh ấy. Lúc này, tay nác lại tức lên rồi tuyên bố, đừng tưởng chỉ có mỗi mày phơi bạn gái tao, tao cũng đã từng làm vậy với bạn gái mày, rồi thì mày làm gì tao? Julio rất tức giận khi nghe điều này và cả hai bắt đầu đánh nhau. Ngăn hai thằng trai trai không nổi, chị đẹp thu dọn đồ đạc bỏ ra khỏi xe. Thấy chị bỏ đi, hai thằng nhanh chóng làm hòa, rồi đuổi theo năn nỉ chị quay lại chơi cùng mình cho vui. Chị ơi, còn mấy ngày nữa chị xa rời thế gian rồi. Không lẽ chị muốn cô đơn một mình đến lúc chết? Sau khi thuyết phục được Luisa, họ lại tiếp tục lên đường tìm bãi biển. Đêm đó, xe họ bị mắc kẹt nơi hoang vắng. Cho dù đã cố gắng hết sức, họ vẫn không thể ra khỏi đó. Cả ba đành ngủ ngay trên xe. Sáng hôm sau, họ đã đến được biển để cắm trại. Cả ba vui vẻ tắm nắng, tắm biển. Một ngư dân đã rủ họ lên thuyền đến bãi biển khác đẹp hơn. Cả ba quyết định thuê thuyền của ngư dân ra đó khám phá. Đêm đó, trại của họ đã bị lợn rừng phá hoại. Cả ba lại phải ra khách sạn tá túc. Đêm đó, cả ba uống say rồi tèn ten, tén ten. Sau chuyến đi biển, cả ba chia tay, đường ai nấy đi. Luisa muốn ở lại bãi biển vài hôm nữa để tận hưởng cuộc sống. Hai cậu thanh niên về nhà và từ đó không gặp nhau nữa. Chuyện tình hai chày một cối, kết cụ là tình bạn hai anh tan vỡ chỉ vì cái khe hẹp giữa hai chân các cô gái. Hai cậu bạn cũng chia tay luôn với các cô bạn gái vì thực tế họ cũng không chắc bạn gái mình có vui vẻ cùng với thằng bạn của mình hay không. Một năm sau chuyến phiêu lưu, hai chàng trai gặp lại nhau trong một quán cà phê. Tenac cho biết Luisa đã chết đúng một tháng sau chuyến đi đó. Cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối nhưng cô đã không nói cho ai biết về chuyện này. Khi chúng ta bên nhau, Luisa chỉ còn vài ngày cuối đời và cô đã rất vui vẻ, hạnh phúc trước khi chết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tóm tắt phim sau. Nếu các bạn thấy phim hay hãy đăng ký để tiếp tục xem những phim như vậy nữa nhé. Cảm ơn các bạn.